Thưa quý vị và các bạn, chiều ngày 18 tháng 12, đoàn công tác của Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn do Thứ trưởng Trần Thanh Nam làm trưởng đoàn đã đến thăm và làm việc tại huyện Đắc Hà. Tiếp đoàn có Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Nguyễn Hữu Tháp. Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn cùng đoàn công tác trực tiếp làm việc với Hợp tác xã Nông nghiệp Dịch vụ Thế hệ mới Đắc Ma ở thôn 2 xã Đắc Ma. Thành lập tháng 9 năm 2019, Hợp tác xã có tất cả 13 thành viên và liên kết với gần 90 hộ dân trồng, chăm sóc 160 hectare cà phê, trong đó 80 hectare đã được chứng nhận tiêu chuẩn Việt Gáp. Đầu năm nay, đơn vị liên kết với một số hợp tác xã và tổ hợp tác trong tỉnh triển khai mô hình cà phê hữu cơ với tổng diện tích gần 150 hectare. Lãnh đạo hợp tác xã cho biết, trồng chăm sóc cà phê theo phương pháp hữu cơ giúp tăng năng suất cà phê nhân cho một đơn vị diện tích. Qua khảo sát thực tế vườn cà phê hữu cơ của Hợp tác xã Nông nghiệp Dịch vụ Thế hệ mới Đắc Ma, Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn đánh giá cao nỗ lực của đơn vị trong tìm tòi phát triển diện tích cà phê hữu cơ tại địa phương. Nhưng để hình thành một vùng nguyên liệu cà phê hữu cơ đạt chuẩn, Hợp tác xã cần triển khai thêm các giải pháp về kỹ thuật và có sự đầu tư mang tính bền vững. Thứ trưởng Trần Thanh Nam thống nhất chủ trương hỗ trợ tỉnh Kon Tum xây dựng một vùng nguyên liệu cà phê hữu cơ đạt tiêu chuẩn quốc gia. Để làm được điều này, Thứ trưởng đề nghị Hợp tác xã Nông nghiệp Dịch vụ Thế hệ mới Đắc Ma sớm chuyển đổi 80 hectare cà phê Việt Gáp sang trồng theo phương pháp hữu cơ, chỉ đạo Trung tâm Khuyến nông Quốc gia, Cục Kinh tế Hợp tác và Phát triển Nông thôn tích cực phối hợp với ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn tỉnh Kon Tum, Ủy ban Nhân dân huyện Đắc Hà tiếp tục khảo sát, bàn bạc và thống nhất các nội dung để tiến tới hoàn thiện đề án thí điểm xây dựng vùng nguyên liệu cà phê đạt chuẩn phục vụ tiêu thụ trong nước và xuất khẩu giai đoạn 2021-2025. Với đề án này, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn hỗ trợ địa phương về hệ thống hạ tầng cơ sở và chuyển giao khoa học kỹ thuật trồng chăm sóc cà phê hữu cơ cho bà con nông dân.